tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc đối với người Việt là khá xa lạ. Nếu nhắc đến tỉnh này, bạn có thể nghĩ đến núi Trường Bạch với ngọn núi tuyết trắng vào mùa đông. Nếu bạn hiểu lịch sử, bạn có thể biết đến đây là thủ đô của nhà nước Mãn Châu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, là nơi định đô của những quốc gia cổ đại của dân tộc Triều Tiên. Về cơ bản, sự hiểu biết về Cát Lâm của người Việt là khá ít. Vậy Cát Lâm thực sự là một tỉnh như thế nào? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Tiểu Trần khám phá Trung Quốc, tìm hiểu về Cát Lâm, vùng đất đen nuôi sống hàng chục triệu người. Tỉnh Cát Lâm được gọi tắt là Cát, diện tích 187.000 km², tổng dân số của tỉnh này là 23,47 triệu người. Nền kinh tế của Cát Lâm vào năm 2022 là 1.310 tỷ tệ, tương đương 185 tỷ đô. Nhìn chung, tỉnh này có nền kinh tế không cao trong bảng xếp hạng của các tỉnh Trung Quốc. Tỉnh Cát Lâm giáp với Hắc Long Giang, Nội Mông Cổ và Liêu Ninh, giáp với hai quốc gia là Nga và Triều Tiên. Vị trí của Cát Lâm nằm ở trung tâm địa lý Đông Bắc Á. Địa hình tỉnh này cao ở phía Đông Nam và thấp ở phía Tây Bắc. Hệ thống núi Trường Bạch là hệ thống núi chủ đạo ở đây. Còn phía Tây Bắc là vùng đồng bằng với đất đen màu mỡ rộng lớn. Đồng bằng chiếm khoảng 30% diện tích tỉnh này, và đây cũng là một tỉnh nông nghiệp lớn ở khu vực Đông Bắc. Có nhiều hệ thống sông lớn ở đây, trong đó con sông Áp Lục là con sông nổi tiếng, là biên giới tự nhiên với Triều Tiên. Nhiều người nhìn vào tỉnh Cát Lâm và sẽ nhận ra rõ ràng tỉnh này rất gần biển nhưng không có một chỗ nào là cửa để ra biển. Nhưng ngày xưa thì lại khác, vào thời cực thịnh của nhà Thanh, Cát Lâm là tỉnh có đường biển dài nhất. Tuy nhiên, nhiều lý do lịch sử, phần đất đó bây giờ đã thuộc về Nga, chỗ gần nhất của tỉnh này hiện tại chỉ cách biển Nhật Bản một chút mà thôi, nhưng lại bị ngăn lại bởi hai quốc gia là Triều Tiên và Nga. Kết quả là dù cách biển rất gần nhưng Cát Lâm lại không có biển. Cát Lâm có tổng cộng 9 đơn vị hành chính. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về 9 địa phương này. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với khu vực phía đông, Châu Diên Biên. Châu Diên Biên có tên đầy đủ là Châu Tự trị Dân tộc Triều Tiên Diên Biên, thủ phủ của nó là thành phố Diên Cát. Diên Biên nằm ở ngã ba giữa Trung Quốc, Triều Tiên và Nga. Đây là châu tự trị duy nhất của dân tộc Triều Tiên ở Trung Quốc, cũng là khu vực đông dân cư người Triều Tiên sống nhất. Dân số người Triều Tiên ở đây đạt khoảng 740.000 người, chiếm hơn 35% dân số toàn châu tự trị. Khoảng 43% dân số của dân tộc Triều Tiên Trung Quốc đang sinh sống ở đây. Trên các con đường trong thành phố Diên Cát có rất nhiều bảng hiệu với chữ Triều Tiên. Nhiều khi không nói chỉ nhìn vào hình ảnh này thì còn tưởng là đang ở Hàn Quốc. Người Triều Tiên ở đây cũng gìn giữ rất tốt văn hóa bản sắc của dân tộc mình. Họ có trường học dạy tiếng Triều Tiên. Nhiều người Triều Tiên cũng đạt nhiều thành tựu trong học thuật. Hình ảnh trước mắt chúng ta là khu thắng cảnh Phòng Xuyên. Đây là nơi tiếp giáp giữa ba nước Trung Quốc, Triều Tiên và Nga. Người ta nói gà gáy ở Diên Biên thì ba nước đều nghe. Chỗ này cách biển Nhật Bản chỉ hơn 10 cây số. Khi thời tiết đẹp có thể nhìn được ra biển, nhưng với hoàn cảnh thực tế hiện tại thì dù nó có gần biển nhưng lại không có được phần biển mình cần để phát triển kinh tế. Ngoài ra, núi Trường Bạch là một nơi nổi tiếng khác ở Diên Biên. Đây là một trong những ngọn núi nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Trên đỉnh núi còn có một hồ nước lớn là Thiên Trì. Đây cũng là ranh giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Thượng nguồn của ba con sông là sông Tùng Hoa, sông Áp Lục và sông Đồ Môn đều từ đây xuất phát. Núi Trường Bạch cũng chính là một ngọn núi lửa tắt, là ngọn núi linh thiêng trong văn hóa của người Triều Tiên và các dân tộc ở Đông Bắc Trung Quốc. Dân số của Châu Diên Biên là khoảng hơn 1.900.000 người. Nền kinh tế châu này năm 2022 đạt khoảng 83,89 tỷ tệ, tương đương 11,85 tỷ đô. Cổ vận Thừa Thiên Tại, Sơn Thủy Tú Bạch Sơn. Địa thị Bạch Sơn nằm ở khu vực trung tâm của dãy núi Trường Bạch, hồ nước Thiên Trì cũng có thể được xem là khu vực thuộc Bạch Sơn. Bạch Sơn sản vật phong phú, ở đây có ba thứ quý báu là nhân sâm, trồn và nhung hươu. Đây cũng là một trạm dừng quan trọng của con đường tơ lụa cổ đại tại vùng Đông Bắc Á. Trường Bạch Linh Quang Tháp là một di tích còn sót lại của Vương quốc Bột Hải. Vương quốc này tồn tại hơn 200 năm vào thời nhà Đường. Khu vực Hồn Giang là vị trí của thủ đô nước Định An, là cái tên sau khi Vương quốc Bột Hải đổi tên. Và khu vực núi Trường Bạch cũng là nơi long hưng của vương triều nhà Mãn Thanh. Dân số của địa thị Bạch Sơn là khoảng 906.000 người. Nền kinh tế năm 2022 đạt 54,18 tỷ tệ, tương đương với 7,65 tỷ đô. Tử Thành Dược Đô, Quan Đông Minh Châu. Địa thị Thông Hóa là quê hương nổi tiếng của y học cổ truyền Trung Quốc, đồng thời đây là địa phương nổi tiếng về rượu vang nhân sâm và là nơi trồng gạo chất lượng cao. Ở dưới thẩm quyền Thông Hóa là một địa phương mang tên Tập An, đây từng là trung tâm của Vương quốc Cao Câu Ly. Nơi đây còn có di sản văn hóa thế giới lăng mộ hoàng gia và quý tộc Vương quốc Cao Câu Ly. Nơi đây tập hợp hơn 10.000 ngôi mộ cổ, chứng kiến sự phát triển và lụi tàn của một triều đại một thời rất mạnh ở khu vực Đông Á. Toàn địa thị Thông Hóa là nơi sinh sống của 1.269.000 người, nền kinh tế năm 2022 đạt 59 tỷ tệ, tương đương 8,34 tỷ đô.
Bắc Quốc Giang Thành, Vũ Tùng Chi Đô. Đây là địa thị Cát Lâm của tỉnh Cát Lâm, đồng thời là địa thị duy nhất ở Trung Quốc mà tên của nó trùng tên với tỉnh. Đây là một trong những thành phố lịch sử văn hóa cấp quốc gia của Trung Quốc, cũng là nơi sản sinh của người Mãn Châu. Địa thị Cát Lâm được biết đến với cảnh sắc tuyệt đẹp về mùa đông tại Cát Lâm Vũ Tùng. Những hàng cây dài hàng chục dặm dọc bờ sông Tùng Hoa trong thành phố nhuộm một màu trắng tinh, được xem là một trong bốn kỳ quan thiên nhiên của Trung Quốc. Khung cảnh này vào mùa đông cũng là điểm thu hút du lịch của địa thị Cát Lâm. Nó giống như một bức tranh mà chúng ta thường tưởng tượng ra trong xứ sở thần tiên. Toàn địa thị Cát Lâm có dân số khoảng 3.996.000 người, nền kinh tế năm 2022 đạt 151,7 tỷ tệ, tương đương 21,4 tỷ đô. Trung Quốc Lộc Hương, Liêu Hà Chi Nguyên. Đây là thành phố Liêu Nguyên nằm ở khu vực Trung Nam của tỉnh Cát Lâm. Nó được đặt tên theo ý nghĩa là con sông Liêu Hà xuất phát từ đây. Liêu Nguyên có lịch sử lâu đời, đã có những hoạt động của con người trong thời kỳ đồ đồng ở đây. Đây là một trong những nơi sản sinh quan trọng của người Mãn Châu. Vào thời Khang Hy của nhà Thanh, nó được xem như là hưng kinh vi trường của hoàng gia. Dân số của địa thị Liêu Nguyên là khoảng 979.000 người, nền kinh tế năm 2022 đạt 50 tỷ tệ, tương đương khoảng 7 tỷ đô. Nhân văn tạng thắng cảnh, sơn thủy họa Tứ Bình. Địa thị Tứ Bình là một trong những nơi sản sinh quan trọng của người Mãn Châu. Nó nổi tiếng với trận chiến Tứ Bình trong chiến tranh giải phóng. Ở Tứ Bình có năng suất về ngô rất cao và chất lượng tốt, nó được biết đến là nơi trồng ngô lớn bậc nhất Trung Quốc. Ở trong lãnh thổ của Tứ Bình có nhiều di tích lịch sử, nhiều công trình có từ thời Liêu Kim. Cách khu trung tâm đô thị khoảng 50 km là tàn tích cổ thành Yên Quốc, là minh chứng cho sự xuất hiện của dân tộc Hán ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngoài ra Tứ Bình còn có tàn tích thành cổ Diệp Hách Na Lạp. Đây là nơi sinh của Hoàng hậu Hiếu Từ Cao, cũng là quê hương gốc gác của Từ Hy Thái Hậu vào cuối triều đình nhà Thanh. Một người là đầu nhà Thanh còn một người là cuối nhà Thanh, nên nó được mệnh danh là quê của Hoàng hậu. Dân số của địa thị Tứ Bình là khoảng 392.000 người, nền kinh tế đạt khoảng 58 tỷ tệ vào năm 2022, tương đương với hơn 8 tỷ đô. Bắc Quốc Xuân Thành, Hỷ Đô Trường Xuân. Thành phố Trường Xuân nằm ở trung tâm địa lý của vùng Đông Bắc Trung Quốc, đây là tỉnh lỵ của tỉnh Cát Lâm và là một thành phố trực thuộc tỉnh. Ở Trung Quốc có hai thành phố được gọi là Xuân, một là thành phố Côn Minh, nơi có bốn mùa như mùa xuân, còn lại là Trường Xuân, nơi có chữ Xuân trong cái tên. Trường Xuân là thành phố có nhiều thứ đáng chú ý, đây là thành phố sản xuất ô tô lớn, tập đoàn xe hơi FAW chính là có trụ sở ở Trường Xuân. Nó được thành lập khá sớm, từ năm 53 đã cho thành lập, tên tiếng Trung của nó cũng mang ý nghĩa là tập đoàn xe hơi đầu tiên của Trung Quốc. Có hai hãng Trung Quốc thuộc tập đoàn này là hãng Hồng Kỳ và hãng Bestun, ngoài ra nó còn sản xuất cho Toyota, Volkswagen, Audi. Trường Xuân là thành phố khoa học giáo dục lớn của khu vực Đông Bắc, nơi phát triển tàu đường trong thời kỳ Trung Quốc mới thành lập, nơi ứng dụng công nghệ quang điện tử, các sản phẩm hóa học, sinh học và các ngành công nghiệp khác. Trường Xuân cũng là thành phố lịch sử văn hóa, nơi có một trong bốn lâm viên lớn nhất Trung Quốc, nơi tọa lạc của cung điện Hoàng gia Mãn Châu Quốc. Nếu bạn nào đã xem phim Hoàng đế cuối cùng rồi thì sẽ nhận ra hình ảnh này. Đây là nơi Hoàng đế Phổ Nghi đã sinh sống khi ông làm quốc trưởng cho một quốc gia bù nhìn của Nhật Bản là Mãn Châu Quốc. Phía trong có rất nhiều di tích văn hóa thời kỳ Mãn Châu Quốc và những văn vật của Nhật Bản. Đồng thời nó cũng là địa điểm thu hút du lịch cấp 5A của Trung Quốc, là bảo tàng cấp 1 quốc gia. Toàn bộ thành phố Trường Xuân là nơi sinh sống của 9.065.000 người, nền kinh tế năm 2022 đạt 674,4 tỷ tệ, tương đương 95 tỷ đô. Liêu Kim Cố Địa, Thạch Hóa Tân Thành. Đây là địa thị Tùng Nguyên của Cát Lâm. Tùng Nguyên nằm trong vành đai vàng của ngô và lúa ở 45 độ vĩ Bắc. Nó được xem là kho lương thực và thịt cá ở Đông Bắc Trung Quốc. Rất sớm vào thời Tây Hán, Tùng Nguyên đã thành lập nên một quốc gia nông nghiệp mang tên là Phù Dư. Nước Bột Hải 1.000 năm trước cũng đã ở đây khai cơ mở thổ. Thành phố Tùng Nguyên thịnh vượng nhờ dầu khí. Mỏ dầu lớn của Cát Lâm chính là nằm ở đây. Đồng thời Tùng Nguyên cũng là trung tâm vận tải và phân phối hậu cần quan trọng của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cùng với Bao Đầu, Hồi Hột, Ordos là bốn con rồng nhỏ về tăng trưởng kinh tế ở miền Bắc Trung Quốc. Dân số của địa thị Tùng Nguyên là 2.161.000 người, nền kinh tế năm 2022 đạt 87,28 tỷ tệ, tương đương 12,33 tỷ đô. Cảnh Tú Trung Quốc, Tối Mỹ Bạch Thành. Cuối cùng chúng ta đến với Bạch Thành phía tây của Cát Lâm. Bạch Thành là ngã ba của ba tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang, Nội Mông Cổ, là nơi mà hai khu vực phía tây nam Hắc Long Giang và phía đông Nội Mông Cổ khi nhập quan phải đi qua. Nơi đây từ lâu đã là nơi cư trú của những dân tộc du mục phía Bắc, tại đây nguồn tài nguyên dầu mỏ và tài nguyên gió, cùng nhiều khoáng sản phong phú khác. Bạch Thành có vùng đất ngập nước hướng hải cấp thế giới,
là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia của Trung Quốc, nơi sinh sống của loài xiếu đầu đỏ. Ngoài ra Bạch Thành còn có khu bảo tồn thiên nhiên Mộ Các, đây là một vùng đất với đồng cỏ và những loài xiếu, là thiên đường của các loài chim. Toàn bộ địa thị Bạch Thành là nơi sinh sống của 1.845.000 người, nền kinh tế đạt 57,49 tỷ tệ vào năm 2022, tương đương với 8,12 tỷ đô. Cát Lâm một tỉnh dù không nổi tiếng nhưng nó đóng góp quan trọng cho Trung Quốc vào thời kỳ làm công nghiệp. Cùng với Liêu Ninh và Hắc Long Giang, nó cũng phải chịu cảnh người trẻ di cư và dân số già hóa. Dù vậy nơi đây vẫn mang một dấu ấn riêng về những thời kỳ thịnh vượng trong quá khứ. Và đó là những gì chúng ta tìm hiểu trong video về Cát Lâm ngày hôm nay. Video của Tiểu Trần đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có gợi ý gì cho những nội dung sắp tới của kênh thì đừng ngần ngại để lại bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong video tiếp theo.